quý vị và các bạn, mưa kéo dài suốt từ hôm qua tới hôm nay, dù lượng mưa không lớn là tình hình thời tiết tại Hải Phòng cũng như các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trong suốt 2 ngày qua. Mưa kèm theo độ ẩm tăng cao càng khiến nhà cửa, đồ đạc luôn trong tình trạng ẩm ướt, dễ mốc, kèm theo phát sinh nhiều vi khuẩn. Vì vậy, theo khuyến cáo trong điều kiện thời tiết như hiện nay, người dân nên thường xuyên đóng cửa sổ, cửa ra vào để nhà cửa khô ráo, đồng thời chú ý giữ gìn sức khỏe, nhất là với trẻ em để tránh các bệnh về đường hô hấp. Bởi theo các bác sĩ của Bệnh viện Trẻ Em Hải Phòng, thì những ngày này, số trẻ em nhập viện do viêm đường hô hấp đang tăng cao. Trở lại với điều kiện thời tiết tại khu vực miền Bắc, hiện nay khối không khí lạnh lục địa tiếp tục suy yếu, mưa nhưng chúng ta không còn cảm giác rét đậm như vài ngày trước. Mưa cũng kéo dài sang Tây Bắc Bộ, xuống khu vực Bắc Trung Bộ. Tuy nhiên, một số thời điểm trong ngày, nhất là buổi trưa có nắng nhẹ. Trong khi đó, thì khu vực Đông Nam Bộ của nước ta đang tiếp tục những ngày nắng nóng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc, mưa nhỏ, mưa phùn và độ ẩm không khí phổ biến trên 95% sẽ còn kéo dài trong vài ngày tới. Đến tận giữa tuần, trời vẫn tiếp tục mưa dông. Sau vài ngày nắng nhẹ, mưa có thể tiếp tục triền miên tới cuối tháng 3. Riêng khu vực Tây Bắc Bộ trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ ngày mai tại khu vực Trung Du và ven biển cao nhất từ 21 đến 23 độ, thấp nhất là khoảng 20 độ. Còn ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết tại khu vực thành phố Hải Phòng đêm nay và ngày mai.